Dịch bệnh kéo dài đã và đang để nhiều người lao động tự do lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Thời điểm này, việc chia sẻ, hỗ trợ động viên những đối tượng yếu thế trong xã hội cấp thiết hơn bao giờ hết. Ngoài các gói hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, nhiều tổ chức cá nhân đã có những hành động thiết thực để giúp những người lao động tự do, người có thu nhập thấp ấm lòng hơn để cùng chung sức vượt qua giai đoạn khó khăn này. 6 giờ sáng, tranh thủ ngày cuối tuần, các thành viên hội những con người có tấm lòng thiện tâm lại tất bật đóng gói cẩn thận các nhu yếu phẩm, vật trang y tế để trao tặng cho những người lao động nghèo có thu nhập thấp trên đường phố bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Từng chiếc xe máy được trải khắp địa bàn thành phố chở từng bao hàng hóa để gửi gắm tất cả yêu thương, lan tỏa tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Cuối lòng nhiều nhưng mà với cái tinh thần lớn trong cái đợt dịch đợt này là lá rách ít, đùm lá rách nhiều. Chúng ta cùng chung tay, cùng sức chung lòng để chúng ta cùng nhau đẩy lùi cái dịch bệnh Covid, là để đảm bảo lại cho người dân có cái cuộc sống yên bình trở lại. Chúng ta hiện tại ai cũng là nếu mà so sánh một cái là phải so sánh đó thì tất nhiên chúng ta sẽ hơn rất nhiều người hiện tại. Dù chúng ta hiện tại thì chúng ta là số 5 thì tất nhiên chúng ta sẽ hơn số 4, số 3, số 2 và số 1 phổ thông. Có những người là trắng tay và có những người hiện giờ không có gì thì chúng ta không phải làm thì nguyện là những người có tiền hay là người giàu mới làm được. Bất kể ai cũng thể làm được bằng một tấm lòng, bằng một công sức, bằng một con nhỏ nhỏ để mà thành góp góp thành một tình yêu thương lớn. Còn đây là mô hình tủ bánh mì không đồng được tỉnh đoàn phát động trong thời gian qua. Với mục đích của tủ mì là mang đến bữa ăn sáng để hỗ trợ giúp người lao động với bớt nỗi lo, tiết kiệm được một chút chi phí trang trải cho cuộc sống. Đặc biệt là lao động tự do gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Dù chỉ là những ổ bánh mì, song lúc nhận được từ tay các bạn đoàn viên áo xanh, ai nấy đều thấy ấm lòng. Với cái tấm huyết là góp một chút tình cảm cũng như là tâm tư được đến từng tay của bà con nhân dân trong cái mùa dịch này. Với người dân, họ cảm thấy cảm kích vì những sự hỗ trợ này không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn phần nhiều có giá trị về mặt tinh thần, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam từ xưa đến nay. Từ con làm chương trình ADM tình nguyện thương thì giúp những người hoàn cảnh khó khăn và bản thân gì. Dần phần quà này tôi giúp là sống sướng và tự hào vậy. Để qua hoàn nạn cũng như Covid khó khăn mua bán cực khổ vậy. Các anh cũng quan tâm đi cũng cảm ơn. Chặng đường chống dịch thời gian qua cho thấy càng trong khó khăn, tinh thần tương thân tương ái càng được khơi dậy. Dịch bệnh sẽ qua đi, nhưng sự tử tế, tình yêu thương được kết nối, lan tỏa cho những tấm lòng vàng vẫn còn đồng lại mãi. Người trao và người được nhận đều cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Em biết không?